ngày 26 tháng 10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa tiếp nhận thông tin từ lực lượng chức năng của Myanmar cho biết, có gần 200 người nước ngoài, trong đó có 61 công dân Việt Nam, được giải cứu khỏi các tụ điểm sòng bạc lừa đảo ở khu vực biên giới phía Bắc Myanmar. Sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin về vụ việc, đồng thời đề nghị phía Myanmar bảo đảm nơi ăn, chỗ ở cho các công dân Việt Nam, nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh nhân thân của các công dân này. Sau khi nắm được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo đơn vị liên quan lập tức phối hợp với cơ quan chức năng trong nước và tại Myanmar để triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết, xây dựng phương án bảo hộ, hỗ trợ đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất, sau khi cơ quan chức năng của Myanmar có kết luận cuối cùng về vụ việc này. Trường hợp có bất cứ thông tin về người thân được giải cứu tại Myanmar, người dân có thể gọi điện đến Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc số điện thoại Bảo hộ Công dân trên website của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar.